Hai chào tất cả mọi người. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn theo yêu cầu của anh em, mình sẽ hướng dẫn anh em mà nuôi cô gái sinh sản. Thì do cô gái rất là khó, cô gái bỏ ở ngoài á, thì nếu mà một phần ghép cặp á, thì rất là lâu. Thì có cô gái non á, thì ghép rất là nhanh. Do hồi trước đó mình đã từng ghép thử một cặp rồi, nó gần tới một năm lần nó mới chịu, con máy nó mới chịu con trống để nó mới sinh sản. Thì với lại cũng tùy do con máy nữa, thì có con máy nó nhanh chịu trống hoặc là con máy lâu chịu trống. Nhưng mà tốt nhất á, thì anh em nên chọn là những cặp cô gái non nuôi đơn, vì cô gái á, thì là nó không có cộng huyết, cho nên thì anh em cứ ghép thoải mái giống như chim bồ câu như vậy. Thì cái những cái dòng đó nó không có cộng huyết. Lửa thì lửa than thì có thể có nha, thì do ngoài tự nhiên á, thì một số anh em cũng nói là ngoài tự nhiên thì những cặp lửa anh em á, sẽ khi mà ra tổ á, sẽ bắt cặp với nhau nó ở luôn, than cũng vậy. Nhưng mà khi mà về nhà là mình có ghép thử á, thì những cặp anh em á, thì tỷ lệ con sống nó rất là thấp, khoảng 70-80% thôi. Cho nên là còn cô gái thì mình ghép thử cộng huyết rồi, không sao, bình thường, nó rất là nhanh nữa. Bây giờ mình sẽ cho mọi người xem bầy cô gái của mình nha. Đây là bầy cô gái của mình. Mà cô gái này của mình là không có cặp cu non nào hết nha. Mình bắt toàn bộ, đa số là bắt bỏ về mình ghép sinh sản, do mình thích cái bản năng tự nhiên của nó hơn là những cặp cô gái non. Mà những cặp cô gái non mình ghép lên là mình chỉ để chia lại cho những anh em nào về làm giống để nuôi thôi. Còn lại của mình đó là đa số 100% đều là cụ bổi, không có một con nào là cụ non lên hết. Tại hồi trước mình cũng làm lồng nhỏ cho nên lâu, nó lâu bắt cặp quá, cho nên là mình làm luôn cao vi lớn này, mình nuôi rất nhiều chim trong này. Trong này có khoảng hơn 10 cặp cô gái. Đó, mọi người thấy không, nó ăn uống bình thường. Do vi rộng cho nên là nó cũng thông thoáng, nó bay nhảy thoải mái. Thời gian của nó mà bắt cặp hai rác đến khi mà đẻ quả trứng đầu tiên á, thì trong vòng khoảng gần 2 tuần là con trống nó sẽ bắt đầu nó theo con máy. Thì bắt đầu nó theo con máy là nó sẽ gù, nó dí con máy. Đây, như con trống này nó đang dí con máy đây. Màu thì cho cô gái sinh sản đó, thì nó cũng, tại vì cô gái ăn rất là nhiều loại hạt, thì chủ yếu trong mình ở đây đó, mình cho ăn là chỉ cám với lại lúa thôi, nhiêu đó thì nó đủ, nó chăm con nó rồi. Cũng mình cũng không cần cầu kỳ gì thêm đâu, tại vì những loại như hạt cơi thì tầm khoảng 30.000 một ký, thì so với lúa thì nó sẽ mắc hơn nhiều, với lại ăn cái đó thì nó phí lắm. Cho nên là mình chỉ mua lúa với lại cám cho ăn thôi, như đó là đủ. Thì cô gái nó đẻ, đến lúc đẻ thì nắp trong vòng khoảng 14 đến 15 ngày là sẽ nở. Và khi đặc biệt là anh em nuôi cô gái mà mới bắt cặp á, thì tốt nhất khi mà thấy nó lót ổ rồi, anh em đừng có lại gần tổ nó nhiều quá. Thì khi mà lại gần tổ á, có thể nó bỏ tổ, hoặc là mình thọc tay vô tổ nó cũng bỏ luôn. Chỉ có những con cô gái nào mà nó đã đẻ thuần, nó quen cái lòng đó rồi á,
thì anh em cứ vô coi thoải mái, nhưng mà đừng có hò tay vào tổ nó, có những con nó kỹ tính lắm, em mà hò tay vô nó sẽ bỏ không hết. Ừ, cho nên em lưu ý cái chỗ mà hay đụng vô ổ tổ của nó thì cứ để cho nó đẻ bình thường thôi, không sao hết. Khi nào có chim con là khi nào mà anh em coi mà muốn có chim con hay không á, là coi cái gì, coi với cái đít lồng á nó có vỏ hay không, chỉ cần thấy vỏ mà có máu trong đó là có tin vui rồi đấy. Như trên này là con trống nó đang gọi ổ nè, nó cũng như các chồng chim khác thôi, là con trống nó sẽ vào trong ổ, nó nằm nó trục trước, và con mái nó thấy á, thì nó tha thêm một vài cọng rác nữa. Có những con á, thì là trống tha rác về mái sẽ xây tổ đó, mọi người thấy ở trong này á, mình có nuôi thêm hai cặp cú Pháp nữa, là để nó ấp hậu trứng cho những con cô gái của mình thôi. Khi mà những con cô gái mà nó bỏ ổ do nó nhiều yếu tố lắm, là chuột nè hay là những con khác nó phá ổ, dành cho những cái con cô gái mái á, nó khó tính, thì phải dùng một cặp cú Pháp để ấp những quả trứng đó. Và riêng cú Pháp là nó rất là dễ ấp, dễ nuôi con, là anh em cứ thò tay vô thoải mái, nó không bao giờ bỏ ổ, mà nó nuôi con rất là kỹ. Nếu mà con cô gái, ví dụ cô gái ha, anh em thấy cô gái được đẻ hai trứng, anh em bỏ thêm hai trứng vô nữa, nó bỏ luôn cái ổ đó, nó không ấp. Nhưng mà riêng cô Pháp là anh em hai trứng thôi, anh em bỏ thêm hai trứng nữa vẫn ấp. Quên nói mình nói tiếp là có những con cặp á, thì là con cua trống nó sẽ tha rác về, và con cua mái á, nó sẽ ngậm những cọng rác đó, nó sẽ xây tổ. Còn có những con á, thì trống nó xây tổ hoàn toàn xây hết rồi, xong con mái chỉ tha một vài cọng rác nữa về để lót cái ổ cho nó êm, nó đẻ thôi. Còn ở nhà mình nuôi á, thì mình bỏ những cọng êm êm mềm mại vô cho nó. Còn ở ngoài tự nhiên á, thì cái tổ cu được gọi là một cái tổ xấu nhất trong tất cả các tổ, do cu là nó phản năng á, mọi người nói là tổ cu là tổ làm biếng, nó làm xấu lắm, nó lót sơ xài vài cọng nhánh cây là nó có thể nó đẻ rồi. Cho nên là nhiều anh em mình đi kiếm tổ cu á, nhiều cũng không thấy được, nó tại vì nó làm rất là nhỏ, vừa đủ nó lót mấy nhánh cây lên thôi. Với lại mà mưa gió cái là coi như cái ổ đó có thể rớt đất. Nó lại về tiếp tục cái tổ đó, do con cú Pháp nó dí nó đuổi đó. Thử là nuôi cu gái nó không có khó lắm, nếu mà anh em có lòng RV rộng á, thì ghép thả nhiều vô thì cái không gian của nó là trống mái lẫn lộn, là nó sẽ tự bắt cặp với nhau, nó sẽ rất là nhanh. Còn nếu mà anh em mà tự chọn một cặp trống mái rồi á, thì nó lâu lắm, có con tại do ăn hôn mái thôi, nó chịu hay không chịu nữa, cực. Cho nên là cực chỗ đó. Còn anh em muốn biết chính xác á, thì nên lựa một cặp cu gái non. Thường là một cặp cu gái non đúng tổ nó là 100%, nếu mà chia theo tỷ lệ phần trăm 100% á, thì là hết 99% nó là đúng cặp. À, còn lại á, là 2%, thì trong đó khoảng 1% á, là do 1% á, là hai mái, còn 1% còn lại là hai trống. Nhưng mà tỷ lệ đó là rất là hiếm,
Còn nếu mà anh em nào mà đã mua của một số anh em khác á, mà về mà không đúng một cặp á, là có thể là cái tổ anh em đó bắt hai tổ, mỗi tổ một con. Như mình ở đây á thì tổ nào một con á, mình sẽ đem lên trên vựa chim mình bán hết. Còn lại á, tổ mà hai con á thì mình sẽ đăng lên mình bán cho anh em. Thì giá của cặp một cậu cô gái non á thì tầm khoảng 300 đến 400, thì giá dao động mà tùy vào một tùy vào số vùng. Thì có những anh em họ thích chơi ở, có bữa mình thấy có người bán tới 800 một cặp luôn, mình tính vô hỏi mà lướt qua Facebook thì nó đã trôi mất tiêu rồi. Mình không không hiểu anh em ngại nhằn đâu bán chim gì, nhưng mà tại sao mà giá mắc như vậy. Mình á thì nếu mà anh em dặn á thì nếu mà 400 là mắc nhất, là do đó là công chăm chim cô gái non của mình. Thì anh em cứ nghĩ đi, tiền cá mà anh em chăm một cặp cô non mà mới vừa nở tầm khoảng 4 đến 5 ngày mà anh em chăm tới lúc đứt mẫu á, thì là nó tốn bao nhiêu tiền 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 công mình, thời gian của mình. Thì khi đó thì mình cặp đó mới là 400 ngàn. Còn ví dụ mới vừa nở ra tầm khoảng 6 đến 7 ngày là mình sẽ bán cho anh em nào có khách đó, nuôi cô khách á, thì cô gái non chăm như vậy đó, thì mới lên khách được. Còn nuôi sinh sản thì anh em, một số anh em nuôi sinh sản thì thích nuôi là chim cô gái vừa ướp mổ, nhưng mà mổ rồi đó, thì tầm khoảng một nuôi gần 1 năm tổ cơm thì lúc đó là chim mới bắt đầu sinh sản được. Còn cô giống này mình cũng có bán, với lại mình nhìn là mình biết con nào trống con nào mái, là do khi bẫy ở ngoài á, là mình đã làm dấu cho từng con rồi. Nên một cặp cô gái mình đây bán giống thì rất là mắc, mắc hơn cô con rất là nhiều, giá dao động từ 1 triệu đến 1,2 triệu một cặp cô giống. Mà đặc biệt một cái là cô đất á, nó một khi nó đã bắt cặp rồi á thì là nó đúng một cặp đó suốt, nó đẻ hoài, nó không có bắt cặp với rồi con mái khác. Riêng thằng cu Pháp mình để ý á, là nó đập máy với con này rồi nó vẫn đập máy với con khác. Đây đây, trên này, trên 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 cái này có một tổ, có con trống đang tục con mái vô ổ, anh em thấy không, gái rất là vàng. Ở trên nó nguy hiểm nha, còn con cô gái ở ngoài thì nó đang gọi máy thôi. Chim giống mình á thì là trống nó rất là bự con. Lớn rồi phân biệt trống với mái thì thực chất là mình chỉ theo mình vậy đó, thì tầm nếu mình xem xác suất thì tầm khoảng 80 đến 90% là có thể là đúng thôi. Là đầu tiên là mình bắt một con cu gái ở ngoài về, nếu mà bẫy thì sẽ biết con nào trống con nào mái liền. Còn nếu mà đi mua thì anh em nên lựa cầm tay những con cu nào mà cầm chặt tay xíu. Và sẽ nghe trong người nó có những tiếng lụp bụp lụp bụp. Và cái hai là dở cái hóc của con chim lên, là mình xem cái phần hậu môn đó, là xem nó có nở ra chưa. Nở, nếu mà nở rồi thì con đó là con mái, là nó đã đẻ rồi. Còn mà nếu mà với mà chim tơ đó, thì anh em nên ấn mạnh sâu cái phần nằm ở trên cái phao câu nó xíu, thì anh em sẽ thấy nó có hai sóng nằm mà nắng nắng tay vô thì mà nó hủng vô sâu một xíu mà không phải đụng gì á, thì cái đó là con mái. Còn mà ấn đụng vô á thì con đó là con trống. Thì
Mình cũng chưa thử cách đó bao giờ, tại do mình đây là mình chỉ bẫy thôi, cho nên mình biết con nào trống máy. Còn thường thường anh em muốn ghép cặp sinh sản thì tốt nhất mình nên ghép đúng một cặp chim non ở ngoài. Thì nếu mà anh em mua thì nên lựa những chỗ uy tín, mà đặc biệt là nếu mà mua mà cặp thì đúng cặp, thường thì ra vừa chim thì họ sẽ bán có thể là đúng một cặp hơn. Thì vừa chim là những chỗ họ uy tín cho nên họ không dám bán bậy đâu. Hoặc là lựa những chỗ anh em nào á mà có đã có tiếng bán chim rồi á thì anh em cứ mua thoải mái, thì cái đó thì tình trạng tính ít bị lầm lắm. Bình thường thì đó cứ như vậy thôi, thì anh em cô gái thì có vậy đó lót ổ, anh em cứ treo nón mũ hiểm hay là giá lá cây hay là thậm chí vỏ vỏ cá hộp á, anh em đổ vô treo nó dặn lên nó lót ổ hoặc cái rổ. Mình ở đây thì mình bố trí rất là nhiều tổ, vỏ hoa cũng có nè, tổ cũng có nè, rổ cũng có nè. Cho chim mặc tình mà lót. Ngoài ra cái là cô gái cũng ăn rất thích ăn ăn mú xốp giống như gà nha mọi người. Do mình bỏ vô để mình bổ sung thêm chất. Nếu con nào thích mổ thì cứ mổ, hú cũng vậy nữa. Đây đây đây, con cu đang gù gọi máy. Hiện tại bây giờ thì không phải quay được cảnh những con cô gái nó đạp máy được, thì có những con nó đã đạp rồi. Giờ hiện tại vì những con này nó đang bắt cặp á, nó rất khó đạp, nó phải heo gần cả tuần. Với lại là một khi đã heo chịu rồi á thì sẽ có cảnh tượng là hai con hôn nhau. Để bữa nào mình thấy chắc đợi clip sau mình chờ những lứa con này nở ra xong rồi á, mình sẽ đặt máy ở đây mình quay và mình sẽ up lên cho tất cả mọi người cùng xem. Thôi chắc mình xin kết thúc clip tại đây. Nếu mà anh em thấy hay thì cho mình một đăng ký và một lượt chia sẻ. Còn nếu mà anh em nào có gì thì xin góp ý với mình, ví dụ như cách hỏi mình cũng được, hoặc là nếu mà mình không biết thì mình sẽ hỏi tất cả các anh em nghệ nhân. Do vòng vòng mình ở đây thì rất là nhiều chú lớn tuổi rồi nuôi chim và chỉ cho mình nhiều cách trị, cho nên là nếu mà sai, nếu mà có sai sót gì thì anh em thông cảm cho mình nha, thì cứ comment ở dưới thì mình sẽ tiếp thu tất cả ý kiến của anh em và mình sẽ làm tiếp khác. Để thông báo và chỉ lại cho những anh em khác. Thôi mình xin kết thúc ở đây nha. Tạm biệt mọi người.